Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh YouTube của Tất Sài Gòn, chuyên mục piano và những điều cần biết. Ngày hôm nay, Khải Khanh mời quý vị cùng thưởng thức những âm thanh long lanh của chiếc đàn mang tên Kaiserberg, một trong những thương hiệu piano hàng đầu đến từ Cộng hòa Liên bang Đức, model GDH188A. Vừa rồi quý vị đã được thưởng thức một những âm thanh long lanh của chiếc đàn Kaiserberg. Để được trải nghiệm thực tế chiếc đàn này, mời quý vị cùng ghé thăm tại Tất Sài Gòn Piano Showroom tại tầng 3 trung tâm thương mại SCB City 17. Xin kính chào và hẹn gặp lại.